Canada đây của gia đình mình sẽ như thế nào? Đẹp ha, nó trời đẹp ha. Yeah, I miss no mosquito. Uh-huh. Ở nhà có chiếc công viên cũng sướng nè, bước ra cái là tới rồi. Còn nhà này thì không có, mình không có để ở, gia đình mình để cho thuê. Hôm nay là tại vì khách cũ á, là trả nhà, thành ra lên đây để dọn dẹp nhà, rồi chuẩn bị cho khách khác thuê, nên là lên đây mới ở vài ngày đang dọn dẹp. Sẵn năm nay là ngay Canada Day luôn, mình ở trên này chơi ngày Canada luôn. Canada Day luôn, không có đi bắn pháo bông như mấy năm trước nữa. Nó đây công viên trước cửa nhà nè. Còn bên này là khu nhà rời, bên đây là nhà rời single house không à. Bên của mình thì là condo townhouse, là nhà liền nhà. Bên này thì nhà hai căn nhà dính với nhau nè. Bên này thì một cặp, hai nhà chung một cách. Còn bên kia là shopping, ở cái đường bên kia là shopping. Ước ra ngoài là tới lộ à. Mình đi, mình quay cho mọi người the xem nha. So fun. Ừ. That's so fun. Like. Đây là bước ra một cái là sẽ có shopping liền luôn. Ờ, nhưng mà hôm nay là Canada Day, hình ra chỗ nào cũng đóng cửa hết rồi. Không có mở cửa. Chỉ có nhà hàng bán đồ ăn mới mở cửa thôi. Có mấy cái tiệm mà bán đồ thường đóng cửa hết. Đó, mình đi ra ngoài một cái là bên kia. Quay. Đó, LCBO là tiệm bán rượu ở đây nè. Đó. Ở đây là shop và chốt mát là. Thôi, qua đây nè con. Ngon. Bên đi là shop và chốt mát là bán thuốc. Như bán cũng bán như là bán tạp hóa vậy đó, như là tiệm tiện lợi gì đó. Ở đây là phía này là nhà, cũng là nhà giống nhà mình vậy nè. Nhưng mà nhà mình á thì là quay qua công viên, còn ở đây á là mấy cái nhà này thì lại là quay qua đường. Ở đây là tiện lắm luôn á, bước ra cái là đi chợ được rồi, tiệm bán thuốc cái bên. Còn bên kia là No Frill nè, No Frill là chỗ chợ bán đồ ăn hàng ngày á, trái cây, rau cải, thịt cá rồi đủ thứ hết, là ở đây gọi là grocery store đó, là chợ là bán đồ thứ hết. Mà No Frill là chợ mà bán đồ cho quá nhiều nữa. Bởi vì ở đây rất là tiện luôn, rồi bước ra cái là chạm xe buýt liền luôn nè. Đây chạm xe buýt nè. Đó, có người đang ngồi chờ xe buýt á, người thấy không? Từ nhà mình bước ra một cái á, có chạm xe buýt liền luôn. Góc này thì chợ, góc này thì cũng là tiệm thuốc. Rồi bây giờ quay vô, vô nhà nè con. Biết đường vô nhà không? Biết đường về không? Còn dưới này là gara. Đó, chỗ đậu xe, bãi đậu xe thì nằm ở dưới tầng hầm. Và phải có chìa khóa bấm gara nó mới mở cửa mới vô được. Ê, dơ đó con. Dạ. Dạ, ở đây đổ rác nè, thì chỗ đâu rác đó, rác nè. Này là recycle, là đổ ấy nè. Này đổ mấy cái rác hữu cơ. Rồi quay qua đây là tới công viên lại nữa rồi. Đó, mình đi đúng một vòng đó. Và đây là công viên tiếp. Chỗ hồi nãy mình đi, mình bắt đầu từ bên kia, mình đi đúng một vòng qua lại, quay lại công viên. Ngay chiều, cái người ta mấy đứa nhỏ thì ra chơi, còn người ta thì ra đây ngồi nói chuyện ăn uống. Wow, giỏi quá ta. Chi Leo. Leo 2. Leo 2. Leo 2 coi. 2 món mì nè. Leo sẽ 2 món mì coi. Ờ. Leo tuổi con gì?
Chế đâu rồi? Mới ăn no đó này ơi, chiều ăn no đừng có chạy. Ờ, con chạy con đu quá một hồi là con đau bụng á. Đó. Giờ này ở bên đây đang là 8 giờ rưỡi tối rồi đó nha mọi người. Thấy trời sáng không, còn nắng luôn nè. Nắng đẹp luôn á. Chơi vậy đó. Té em mà con. Ê. Thôi đừng có chơi vậy, nó nguy hiểm quá à. Thôi nghỉ, không có chơi nữa. Chơi leo cái này không leo vô nhà nè con. Vô nhà tắm. Dạ. Đó thì mọi người thấy là bên nào tiện hơn, nhà thì quay mặt qua công viên tiện hơn hay là nhà quay mặt qua đường tiện hơn. Nếu mình muốn mua nhà mà quay mặt qua công viên á, là mình phải trả thêm tiền nha. Mắc hơn 15.000 đô Canada đó để mua được cái nhà mà quay mặt qua công viên này nè. 15.000 đô Canada thì 1.000 đô Canada là 18 triệu tiền Việt Nam. 10.000 đô Canada là 180 triệu. Cộng thêm 5.000 đô nữa. Do you understand Vietnamese or not? 90 triệu nữa. Tell me on the comments below and subscribe and hit the bell. 270 triệu. Để mua được cái nhà mà mặt để đối với công viên như vậy nè, so với cái nhà mặt quay pha phố á, thì mình phải trả thêm 270 triệu tiền Việt Nam để được cái nhà quay qua đây nha mọi người. Quay qua đây thì tiện hơn nếu mình nhà đình mình có con nít vậy nè, mấy đứa nhỏ thích lắm. Ok. Nó ở đây nè. Ok. Nên nhà nó rất là thích luôn, tại vì bước ra cái là có công viên liền rồi. Còn quay mặt qua đường á thì á hả, nó bụi bặm nè, rồi nó chán nữa, tại lúc nào cũng thấy xe chạy hết chứ. Còn ở đây thì mình công viên mình nhìn ngắm cảnh, với lại trước mặt của mình cũng không có gì nữa, từ đây nhà mình nè. Nhà mình là phía sau cái cây. Thì từ đây á, từ nhà mình hướng ra là mình sẽ nhìn được nguyên một khoảng bầu trời luôn, cây cối xanh xanh luôn, nghe thấy không? Công viên vậy đó, bởi vì đó là nguyên nhân mà tại sao mình phải trả thêm tới 270 triệu để mua được cái nhà như vậy. Còn muốn mà không tốn 270 triệu quá thì mua nhà mặt quay ra đường. Còn nhà thì nó ở đây nó chia ra ba loại nữa, là một phòng ngủ, hai phòng ngủ, rồi ba phòng ngủ. Cái dãy của mình á thì chỉ có nhà hai phòng ngủ với ba phòng ngủ thôi. Còn một phòng ngủ thì ở phía dãy bên kia kìa. Đó bên kia có tới mấy dãy nữa. Nên sẽ có một phòng ngủ nữa. Số phòng ngủ nó càng tăng á, thì cái giá nhà nó càng tăng. Giá nhà sẽ tỷ lệ thuận như so với số phòng ngủ. Ở đây á, thì mình không cần phải cắt cỏ hay là trồng cây hay gì. Nhà rồi thì mình phải cắt cỏ trồng cây. Còn ở đây mình có đóng phí. Đóng tiền phí á, thì mỗi một tháng nghĩa là phải đóng 300+ đô tiền maintenance fee á, và tiền bảo trì á, là người ta sẽ bảo trì cho mình, dọn dẹp cắt cỏ, đổ rác, rồi tiền bảo vệ, tiền phí đậu xe nữa. Ở đây muốn đậu xe thì mỗi một nhà sẽ được một cái chỗ đậu xe miễn phí nha. Nhưng mà một cái chỗ đó mình phải trả tiền á, là một tháng là khoảng 100 đô á, tiền phí đậu xe cho một nhà thôi, chỉ có được một chỗ đậu xe thôi. Nếu mà nhà mà có một cái chiếc xe thứ hai nữa thì cũng không biết làm sao để đậu xe nữa. Chắc có thể mình phải mướn thêm chỗ. Tại vì đâu phải ai ở đây cũng có chạy xe đâu mọi người. Nhiều khi ở đây người ta không chạy xe. Nhà ở đây rất là tiện luôn, bước ra là xe bus à. Bởi vì ở đây người ta đi ra là người ta đi xe bus thôi. Bởi nhiều nhà nó vẫn còn trống chỗ đậu xe. Thì nhà nào mà có hai chiếc thì có thể mướn thuê lại cái chỗ đó của người ta đó. Mình đậu xe. Mình thì mình không có ở đây, chỗ này mình cho thuê. Nên lâu lâu mình mới lên lần à. Là khách thuê trước á. Thì họ cũng khách thuê trước á thì họ cũng không có chạy xe nữa nên không có đậu xe. Nhưng mà cái khách thuê trước á thì gia đình mình không gặp may là gặp cái khách thuê họ ở dơ quá. Hết hợp đồng 1 năm á thì cũng may là giữa hợp đồng người ta cũng dọn đi nữa, là mình cũng lấy lại nhà chứ mà, để cho họ thuê thêm. Để họ cho họ thuê thêm một vài tháng nữa là khách không nhìn cái nhà của mình luôn. Nhà mình mới có 1 năm tuổi mà tưởng là 10 năm vậy á. Ở quá trời dơ luôn. Đương nhiên thì không phải mình nói hết tất cả mọi người, nhưng mà nếu mà ai may mắn á, gặp được khách thuê biết giữ gìn nhà cho mình á, thì
quá tốt thôi, còn mình thì không được may, nên sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Hy vọng lần sau sẽ gặp được khách thuê đàng hoàng hơn, biết giữ nhà mình hơn. Chứ bây giờ dọn nhà cực lắm, dọn từ sáng tới giờ một ngày trời luôn mà vẫn chưa xong nữa đó, nó được có phân nửa thôi. Cái kiểu này là phải ở lại thêm một ngày nữa, là nguyên ngày mai nó mới dọn xong. Đó, giờ cho mấy đứa nhỏ chơi, chơi xong mình vô tắm rửa, cho mấy đứa nhỏ xong là bắt đầu dọn dẹp tiếp. Còn ngày mai thì sẽ về nhà dưới kia để cho chuẩn bị cho ba nó đi làm, xong rồi cuối tuần, xong rồi cuối tuần á sẽ lên đây lại nữa, bắt đầu dọn dẹp tiếp nữa cho đến khi á mà có khách thuê nhà. Ok, đi vô nhà nè mấy con, tối rồi, đi vô nhà nè, vô nhà chưa, vô nhà nha, đi 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 anh đi. Ý là chia tập này, những cái video hôm nay với lại hôm qua là sẽ chia sẻ cho mọi người biết một mặt nữa của cái vấn đề là cho thuê nhà ở Canada nha. Chứ ở đây cho thuê nhà chứ không phải là như mơ là mình thấy là mình lấy tiền là sướng đâu. Nếu mà người ta ở không giữ gìn cho nhà mình á là mình còn không đủ tiền để mình sửa nhà luôn á. Nói mặc dù là mình nói là mình cho thuê có giá thiệt nhưng mà cũng hên xui rồi mọi người ơi. Mọi người gặp người khách mà giữ nhà thì không sao, mà không biết giữ nhà thì thôi, tại vì không phải nhà người ta đâu có kỹ đâu. Nhà mình thì mình mới kỹ, người ta không dọn dẹp gì hết á, mình bắt buộc mình phải chịu rồi. Nên hy vọng là sẽ gặp may mắn hơn trong lần sau đi, lần sau sẽ lựa chọn kỹ hơn nữa. Té bây giờ đó. Vui không Leo? Vui. Thích chơi ở đây không? Thích nhà mới không? Thích nhà mới hả? Ở nhà mới luôn hả? Không về nhà kia hả? Sao vậy? Đất đi đi làm. Mai mình phải đi về, đất đi đi làm. Rồi cuối cùng mình xuống nữa. Ừ. Đất đi đi làm mình phải đi về nhà với đất đi con, mình đâu có ở đây được. What day today? Yeah, what day today, Leo? Lại đây chụp hình với Leo nè, lại đứng gần Leo, Leo đứng này, hai chị đứng hai bên coi, nhanh lên. Okay. Annie. Annie đứng với em coi. Qua đây phát. Annie, qua đây phát rồi lấy nó sao? Đứng đây, đứng đứng gì đi, đứng gì? Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy Canada Day. Happy Canada Day.